Xin chào anh em, mình là Lê Tiến Mobile. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái kinh nghiệm về sử dụng dấu vân tay trên màn hình đối với những dòng sản phẩm trung cấp. Thì cái tính năng vân tay trên màn hình nó không còn quá xa lạ đối với những dòng sản phẩm đời mới hiện tại, nhưng mà cái tính năng đó nó sẽ có chút khác biệt so với những cái dòng sản phẩm trung cấp và những dòng sản phẩm cao cấp. Mình lấy một ví dụ, đối với những cái dòng sản phẩm cao cấp của Samsung như dòng S hoặc là dòng Note thì cái tính năng vân tay trên màn hình nó rất là nhạy, còn những cái dòng trung cấp như dòng A trên tay mình cầm là con A70 thì cái tính năng đó nó vẫn nhạy nhưng mà nó sẽ có sự chậm hơn so với những dòng cao cấp ha. Thì hiện tại mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà tăng tốc cái tính năng nhận vân tay trên màn hình lên. Thì đầu tiên là để làm điều đó thì chúng ta hãy vào phần cài đặt và xin trắc học và bảo mật, chúng ta bấm đăng ký vân tay. Thì ở đây á, mình sẽ đăng ký hai cái dấu vân tay cùng một ngón tay. Ví dụ ở đây mình dùng ngón cái anh em ha, và mình đăng ký hai cái dấu vân tay 1 và vân tay 2 cùng trên một ngón cái luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ thử cho anh em coi nè, tăng cái khả năng nhận vân tay lên, mình bấm vô. Đó, anh em có thấy là nó nhận rất là nhanh ha. Và mình sẽ có thể làm cho nó nhận nhanh hơn nữa bằng cách là mình sẽ vào trong phần thông tin điện thoại, và mình vào cái phần thông tin phần mềm, và mình bấm vào số hiệu bản tạo để mình kích hoạt cái tính năng cài đặt cho nhà phát triển lên. Thì ngay khi mà bật cái tính năng chế độ cho nhà phát triển lên á, thì ở trong đây chúng ta sẽ tắt đi những cái hiệu ứng ảnh động. Thì khi tắt đi những hiệu ứng ảnh động á, thì vân tay nó nhận còn nhanh hơn nữa mọi người ạ. Đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ cốt lõi trong cái video hôm nay ha. Ở đây mình tắt ảnh động hết cho mình nha, tắt hết. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở vân tay thì nó còn nhanh hơn nữa, nó tăng cái khả năng nhận vân tay nhanh hơn. Đó là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ hôm nay. Nếu anh em nào cảm thấy hữu ích đó, thì làm theo ha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.